Ayo chắc bạn, và ngày hôm nay thì mình sẽ review cũng như là unboxing cho mọi người một số các sản phẩm liên quan tới mùa hè. Và các bạn có thể thấy ngay tại trên ghế mình đây, nó khá là nhiều đồ đúng không? Và đó chính là một trong những cái đồ mà mình sẽ dùng nó để give away vào cuối phần cuối của cái video này. Các bạn hãy cố gắng xem đến cuối cái video này để biết được là mình sẽ give away những cái sản phẩm gì. Và bây giờ mình cảm mọi người sẽ cùng unboxing những cái sản phẩm này. Let's go. Và về cái sản phẩm mà mình unboxing ngày hôm nay á, là một cái sản phẩm, một cái local brand mà mình đã từng làm hẳn một cái video riêng về cái hãng local brand này rồi. Và các bạn có thể là click vào phần mô tả bên phía dưới và mình sẽ để link của cái video trước mà mình làm về cái brand này ở bên phía dưới. Nhưng mà yên tâm là hôm nay mình vẫn sẽ giới thiệu là cái brand này. Thì đó chính là một cái hãng Toby Streetwear. Thì đây là một cái hãng local brand mà mình thấy là họ có những cái detail này, những cái sản phẩm essential, những cái chất lượng họ làm ra khá là tốt. Và các bạn có thể là click vào phần mô tả bên phía dưới để biết thêm về Toby Streetwear. Và bây giờ thì mình sẽ unboxing những cái sản phẩm ở trong cái túi này. Và mình nghĩ là các bạn nhìn qua thì các bạn có thể biết được đây đó chính là gì rồi đúng không? Thì đây sẽ là những chiếc áo flannel. Bây giờ mình sẽ bỏ nó vào túi để unboxing cho mọi người. Thì ở đây nó khá là nhiều flannel chứ không phải là một cái. Đây mình có tận là 4 cái này. Cái này sẽ là một cái màu đỏ. Cái này sẽ là một cái màu kiểu như là màu da người á. Và cái này sẽ là một cái màu cam nhưng mà thiên hướng vàng vàng một chút. Và đây sẽ là một cái flannel màu vàng. Bây giờ thì mình sẽ unboxing nó theo một cái thứ tự, đó chính là từ dưới lên trên. Và đây thì mình sẽ có một cái flannel màu vàng của hãng Toby Streetwear. Và những cái sản phẩm trước là họ có một cái túi zipper khá là giống với cả feel god và in logo của Toby Streetwear lên đó. Nhưng mà mình không hiểu sao là cái sản phẩm đợt này họ lại không để vào cái túi đó. Thì đây sẽ là một cái túi zipper bình thường cho nên là mình không có cái gì để review cả. Mình sẽ mở nó ra luôn bây giờ. Thì cái cảm nhận đầu tiên của mình về chiếc áo flannel lần này là họ đã làm ra một cái chất vải nó khá là khác so với những cái chất vải lần trước. Thì mình thấy là cái chất vải này á, nó dày hơn này, nó cứng cáp hơn những cái chất vải của những cái áo flannel trước. Và cái điều này thì dẫn đến chúng ta sẽ có một cái áo form flannel khi mà các bạn khoác lên á, thì nó cực kỳ là xuất sắc và nó sẽ lên form flannel lên một cái cách nó khá là khác với những cái áo flannel bình thường. Và đằng sau này thì chúng ta sẽ có một cái detail của Toby, đó chính là một cái logo của Toby. Và mình thấy đây là một cái đặc điểm khá là quen thuộc của những cái sản phẩm Toby Streetwear mà họ đã từng làm ra, như là những cái sản phẩm như là áo denim, quần short, hay là những cái chiếc áo flannel hay những chiếc áo t-shirt bình thường. Và chúng ta sẽ vẫn có hai cái tag ở đây, một cái tag là Toby Streetwear và một cái tag inside là inside số và inside chữ. Trên cái gốc áo này các bạn sẽ được in một cái chữ, đó chính là cái chữ Toby Essential và Vietnamese. Và theo như mình đã từng tìm hiểu qua về cái khuôn mà làm cho cúc áo này hay là zipper ở trên khóa quần á, thì là họ sẽ làm ra một cái khuôn. Và theo như mình thấy là đây là một cái sự đầu tư cực kỳ lớn của Toby Streetwear mà họ đã đem đến với người dùng. Bây giờ thì mình sẽ mở cái áo này ra để xem bên trong nó sẽ như nào. Theo như mình cảm nhận ở đây là cái áo flannel này họ có thêm một cái lớp lót bằng, cái này có thể tạm gọi là bằng một cái chất liệu gì đó cứng hơn chất liệu vải bình thường. Và chất liệu này mình cảm thấy là khi mà các bạn mặc vào á thì nó sẽ không hề bị gây ngứa, và cái form áo lên nó sẽ bị cảm giác như là một cái áo flannel oversize. Và những cái phần vai này, những cái phần ống tay nó sẽ cảm giác như là rộng hơn. Thì lần này sẽ là một cái áo flannel bình thường và không hề có cái tà slit hay là một cái tab scoop như cái áo flannel mà mình đã từng review. Và chúng ta sẽ có một cái detail mới, đó chính là cái tab có in chữ Toby và ở được đặt ngay ở bên sườn phải của cái áo. Chúng ta sẽ được trang trí thêm hai cái túi ở hai bên ngực của áo để có thể đựng đồ hoặc là để cho nó đỡ trống hơn khi mà các bạn làm flannel mà không hề có túi. Bây giờ thì mình sẽ tạm thời để cái áo này sang một bên và mình sẽ unboxing những cái áo tiếp theo. Tiếp theo thì chúng ta sẽ unboxing một cái áo flannel nữa. Cái áo flannel này nó là một cái màu da người, kiểu như một cái màu da người và có thêm một cái họa tiết kẻ caro màu đỏ đỏ một chút. Và bây giờ thì mình sẽ mở nó luôn. Về cái áo này thì nó không khác nhiều so với những cái áo trước, mà chúng ta vẫn sẽ có hai cái tag ở đây và một cái tag ở đằng sau lưng nữa và một cái tag ở bên cạnh bên sườn phải của áo nữa. Và về cái phối màu da người và màu đỏ này thì mình thấy là cái màu này nó cũng khá là mới ở Việt Nam và chưa hề có một cái local brand nào làm ra được cái phối màu như này. Bởi vì là họ sẽ nghĩ cái phối màu này mặc lên sẽ rất là khó. Nhưng mà mình thì thấy là cái phối màu này nó rất là lạ và đẹp. Bây giờ thì mình sẽ để cái áo flannel này sang một bên và sẽ unboxing những cái áo còn lại.
Và trước mặt mọi người đây là một cái phối màu, đó chính là một cái áo phối màu giữa màu cam và màu vàng chanh. Và về phối màu này thì mình thấy là nó là một cái phối màu cực kỳ đẹp. Mà mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cái áo flannel màu này khá là nhiều. Thì chúng ta vẫn có những cái detail như vậy và mình sẽ không nhắc nữa bởi vì là có thể sẽ gây ra hiện tượng nhàm chán. Và một cái điều mà mình vừa mới phát hiện ra ở tất cả những cái áo flannel đó chính là các bạn sẽ có một cái đường chỉ ở đây. Thì cái đường chỉ này là một cái giải phân cách để các bạn có thể là phân cách giữa vai và phần lưng của các bạn. Đối với những cái áo flannel khác là họ sẽ làm thẳng tuột một phát từ trên cổ đến xuống đến phần dưới của áo. Nhưng mà tuy nhiên là Toby Sequoia lại phân cách cái phần này bằng cách là họ sẽ nâng một cái đường chỉ lên để các bạn có thể là mặc vào nhá. Thì cái form áo của bạn sẽ được hoàn chỉnh hơn và rất là đẹp hơn. Và cuối cùng là ở trong cái phần flannel này, đó chính là một chiếc áo flannel có một cái màu là màu vàng. Và về cái ý điều đặc biệt mà mình cực kỳ thích ở cái áo flannel màu vàng này, nó không chỉ nằm ở cái màu vàng, bởi vì là cái màu vàng này thì mình thấy là cũng có khá là nhiều cái local brand đã làm ra rồi. Và một cái điều đặc biệt hoàn toàn mà mình thấy chưa có một hãng nào ở Việt Nam làm, đó chính là cái phần flannel này. Về cái áo flannel này thì họ không làm bằng cúc áo nữa, mà họ làm một cái khác, đó chính là một cái zipper. Thì đây là một cái điểm mới, một cái điểm sáng tạo, cực kỳ sáng tạo của flannel. Đó chính là các bạn có thể là mở zipper ra để khoác áo vào như một chiếc áo jacket hoặc một chiếc áo flannel bình thường. Thì chúng ta sẽ có một cái zipper hai chiều, một chiều để kéo lên và một chiều để có thể là kéo xuống như này. Và đây là một cái điểm mới và một cái cách mà nó phá cách hơn so với những cái áo flannel bình thường, là nó sẽ được làm bằng zipper. Thì cái phần zipper này cũng khá là thuận tiện cho chúng ta khi mà chúng ta có thể là kéo áo lên và nó nhìn trông rất là ngầu. Đối với mùa đông á, thì mình nghĩ là cái áo flannel này các bạn có thể mặc cùng với cả một chiếc áo hoodie để nó sẽ lộ ra phần mũ và nhìn nó chả khác gì một cái jacket cả. Bây giờ thì mình sẽ đứng lên để các bạn có thể cảm nhận rõ hơn về cái áo flannel này. Và cuối cùng thì chúng ta đã unboxing được một phần ở trong cái video lần này rồi. Bây giờ thì mình sẽ bỏ tất cả những cái sản phẩm ở trong túi này ra và sẽ unboxing dần dần. Và mọi người có thể thấy là đồ lần này khá là nhiều đúng không? Ở đây là mình sẽ là có 4 sản phẩm. Thế thì mình thấy ở ngoài đây đó chính là một chiếc quần short. Và một cái điều khá là lạ là cái quần short này lại được bọc ở trong một cái túi Toby Sequoia bình thường như mọi khi. Nó sẽ có một cái túi như này và được in logo của Toby Sequoia lên đây. Trên này vẫn sẽ có những cái châm ngôn như là Peace, Balance và Harmony. Thì bây giờ mình và bạn sẽ cùng mở cái này ra xem bên trong cái quần short này sẽ như nào. Thì đây sẽ là một chiếc quần basketball short. Quần này nó là một cái quần kiểu như là thiên đường quần bóng rổ một chút. Và về cái form quần này thì các bạn có thể đánh giá được là cái form quần này nó làm theo một cái hướng form gọi là form kiểu harem short. Và về cái màu chủ đạo của cái quần short này thì các bạn có thể thấy luôn ở đây, đó chính là một cái màu trắng và một cái màu đen. Và về cái quần này thì chúng ta sẽ có một cái phần đũng quần, một cái phần đũng quần khá là rộng để các bạn có thể là hoạt động thể thao hoặc là chạy nhảy khá là thoải mái mà không hề bị sợ rách quần á. Chúng ta sẽ có một cái hai cái túi zipper ở hai bên cạnh của quần. Thì cái túi zipper này thì nó có một cái zipper khá là mượt và ở đây sẽ in và ở đây sẽ được gắn một cái tag của Toby Sequoia và ghi tên cái sản phẩm này. Và đây sẽ là một cái túi zipper để các bạn có thể được đồ thoải mái hơn mà không hề sợ bị nó rơi ra ngoài. Về cái detail của cái chiếc quần này thì chúng ta sẽ có một cái detail, đó chính là một cái tag. Và về cái tag này thì chúng ta sẽ được đặt ở bên trái của ống quần. Và sẽ có một cái vạch, nó là vạch bao gồm là màu đen và màu trắng. Và về cái vạch của cái quần short này là cũng có thể tạm gọi là một cái điểm nhấn khá là nhẹ nhàng trên chiếc quần này. Và sẽ được cắt hình chữ V ở phần ống quần. Ở đây thì nó sẽ có một cái drawstring, nó chưa thực sự là mình cảm nhận ở đây là nó chưa thực sự dài lắm. Và các bạn có thể về sẽ tay xem drawstring hoặc là các bạn sẽ giữ luôn cái drawstring này. Ở đằng sau này thì nó sẽ có hai chiếc túi. Nhưng mà tuy nhiên là hai chiếc túi này không có zipper hay là không có cái miếng dán, bởi vì là mình thấy là những cái quần này thì thường là mình sẽ không đựng vào túi nhiều mà mình sẽ dùng nó để trang trí hơn là đựng đồ với những cái túi đằng sau như này. Và ở bên trong này vẫn sẽ là in hai cái tag của Toby Sequoia, là bao gồm về Toby Sequoia Be The Trend và ở dưới sẽ là một cái tag về size và Made in Việt Nam. Về cái chất liệu của cái quần này thì được làm bằng một cái chất liệu vải co giãn bình thường thôi, không đến nỗi gọi là co giãn quá. Và về cái chất liệu này khi mà các bạn giặt thì nó sẽ ít bị
bay quần, ít đi bay form quần ra hơn và nó sẽ không hề bị sổ lông. Chúng ta sẽ ở bên trong quần này thì chúng ta sẽ có thêm một cái lớp lót. Và các bạn yên tâm là cái quần màu trắng này thì sẽ không hề bị lộ đâu. Và tiếp theo chúng ta sẽ là một cái quần short zipper. Nhưng mà mình thấy là ở đây là nó có một cái phối màu khác. Thì đây sẽ là một cái quần short có một cái màu là màu navy. Thì cái màu này nó cũng khá là lạ và nó cũng khá là mới ở cái thời điểm hiện tại. Về cái thiết kế và về cái form quần thì nó mình sẽ không nhắc lại nữa, bởi vì là nó cũng khá là giống với cả cái chiếc quần màu trắng kia. Thì các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta sẽ có một cái drawstring màu trắng và một cái tab của Toby Streetwear để bật ở bên trái của ống quần. Bây giờ thì mình sẽ unboxing thêm những cái sản phẩm tiếp theo. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái quần short. Nhưng mà tuy nhiên là mình thấy là cái đóng gói này nó lại hơi kỳ kỳ rồi, nó lại hơi khác khác so với những cái đóng gói khác rồi. Bây giờ mình sẽ mở nó luôn. Wow. Thì ra đây là một chiếc quần short zipper nhưng mà nó có một cái phối màu, đó là cái màu đen. Và đây là một cái phối màu nó cực kỳ là đơn giản, cực kỳ là basic mà các bạn nên có trong tủ đồ của mình. Bởi vì là cái quần này có thể mặc theo rất là nhiều các loại style. Và đây sẽ là một số những cái sản phẩm mà nó trường tồn theo thời gian và nó có thể bám theo các bạn theo năm tháng. Và mình đảm bảo với các bạn rằng là nó không hề bị lỗi thời luôn. Và mình sẽ mang cái sản phẩm này đi trong một cái mùa du lịch này sắp tới của mình. Và các bạn hãy đón xem vlog đi du lịch của mình vào khoảng 2 tháng nữa. Rồi và tiếp theo thì mình sẽ unbox nốt những cái sản phẩm ở bên này. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái quần. Mình thấy ghi ở đây là một cái quần track pant. Và bây giờ thì mình sẽ mở nó ra. Thì ra đây là một cái quần track pant của Toby Streetwear. Mình thấy đây là một cái sản phẩm cực kỳ mới của Toby Streetwear mà họ đã làm ra để gửi tới mọi người. Cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà mình cầm vào cái chiếc quần này đó chính là về cái chất liệu của nó. Về cái chất liệu này thì nó khá là khác, nó khá là lạ, bởi vì là nó sẽ có một cái chất liệu nó khác hoàn toàn so với những cái quần short trước. Là nó là một cái chất liệu kiểu như là nó là một cái chất liệu của cái quần bóng đá, kiểu như là một cái vải nylon, một cái vải polyester, một cái vải có giãn mà các bạn có thể mặc vào nó rất là thoải mái. Một cái điều đặc biệt của cái quần này là các bạn sẽ không hề có một cái zipper ở phần ống quần, mà cái quần ống quần này sẽ là một ống quần suông. Thế nhưng mình cảm nhận đây là nó là một cái form quần mà cực kỳ là chu đáo đến người dùng. Là chúng ta sẽ có một cái ống quần ở trên này sẽ là phần đùi này. Thì tất nhiên là họ sẽ làm ra một cái cách rộng để có thể fit vừa size với các bạn. Và bắt đầu trải xuống từ phần ống quần, phần ống chân là sẽ thu gọn lại. Thì đây sẽ là một cái hiệu ứng mà các bạn sẽ được cái quần này ôm sát vào chân hơn. Ở hai bên phần ống thì chúng ta sẽ có một cái đặc điểm chính của cái quần check pant, nó chính là một cái đường line trải dài từ cái phần cạp quần xuống đến tận ống quần của các bạn. Cái đường line này nó bao gồm 3 màu là màu đỏ, màu đen và màu trắng. Thì đây là một cái đường line mà nó khá là lạ. Và chúng ta sẽ có một cái drawstring ở đây. Mình nghĩ là cái phần drawstring này nó hơi ngắn một chút. Mình nghĩ là đây sẽ là không phải là một cái drawstring dài để các bạn có thể là để cho nó tung bay, mà là các bạn drawstring này thì các bạn sẽ cố định cái quần lại khi mà các bạn mặc quần rộng và các bạn sẽ buộc nó vào thì nhìn quần nó sẽ các bạn sẽ fit hơn. Và về cái đặc điểm của những cái item của Toby Streetwear là họ sẽ đặt lên rất là nhiều cái signature lên cái sản phẩm của họ. Thì ở đây ở bên ống quần của bên trái của các bạn thì các bạn sẽ có được một cái tag của Toby Streetwear đặt ra ngoài. Ở bên trong thì sẽ vẫn là hai cái tag như vừa rồi, là một cái tag là Toby Streetwear và một cái tag ghi size và ghi số. Và tiếp theo sẽ là một cái sản phẩm nữa nhưng mà mình cũng chưa xác định được là bên trong này là một cái sản phẩm nó là cái gì. Nhưng mà tuy nhiên là một cái điều mà mình muốn gửi tới Toby Streetwear là không hiểu những cái sản phẩm mà họ sẽ bán ra là họ sẽ được ở trong cái túi này hay là ở những cái túi như là cái túi zipper này hoặc là cái túi kiểu ni lông như này. Bởi vì là mình thấy là đối với những cái sản phẩm thì họ đóng gói một cái cách rất là khác nhau. Và mình nghĩ là khi mà những cái sản phẩm của Toby Streetwear gửi đến tay bạn á, là nó sẽ bao gồm là những cái túi như zipper như này mà không phải là những cái túi zipper như này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ mở nó ra. Các bạn nhớ ra đây là cái gì rồi đúng không? Thì đó chính là một cái áo jacket của Toby Streetwear mà họ làm cùng cái line với cả cái quần track pant vừa rồi. Về cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái jacket này đó chính là
nó có một cái chất liệu khá là giống với cái quần vừa rồi. Và cái áo jacket này mình nghĩ là họ làm ra để có thể là họ sẽ khoác gió nhẹ nhẹ thôi. Đối với những cái ngày mùa hè mà buổi tối bỗng nhiên nó trở xuống còn khoảng 20 độ ấy, thì khoác cái áo này vào thì nó sẽ rất là vừa. Mà mặc cùng với cả quần check pant vừa rồi thì nó cực kỳ là sport. Phần hai cái cánh tay thì chúng ta vẫn sẽ có cái line yên như cái quần vừa rồi. Và đây sẽ là một cái ống chun để các bạn có thể bo về cái ống tay của các bạn. Đây sẽ là một cái cổ. Một cái cổ áo này thì nó khá là cao nhưng mà nó sẽ có thể là giữ ấm cho các bạn vào mùa đông. Ở bên trái này thì nó sẽ có một cái detail, đó chính là một cái tag của Toby Swear rồi. Và bây giờ thì mình sẽ mở cái áo zipper này ra xem bên trong chất liệu nó sẽ như thế nào. Thì đây là một cái áo khoác mà làm ra để các bạn có thể là mặc cùng với cả quần track pant vừa rồi, hoặc là có thể mặc riêng như này. Các bạn có thể thấy là mình mặc cái áo này vào thì nó khá là vừa, nó khá là fit. Và nó có hai cái đường line ở trên cái áo jacket này và nhìn trông khá là nổi bật. Cuối cùng là mình sẽ unboxing tiếp cái sản phẩm tiếp theo, đó chính là một cái áo jacket. Nhưng mà cái áo jacket này nó là một cái áo jacket màu trắng. Và các bạn có thể thấy là đây là một cái áo jacket, nó cũng y hệt như cái áo vừa rồi. Chúng ta vẫn sẽ có một cái detail, đó chính là một cái tag của Toby Secret ở đây. Và những cái viền cổ, những cái viền áo cổ tay này thì đều được bo tròn bằng chun. Nhưng mà chun này sẽ là chun màu trắng, là gồm màu... Và về cái line ở trên cái áo này vẫn sẽ gồm 3 màu là màu đen, màu đỏ và màu trắng. Và một cái đặc điểm mà mình thấy nó khá là đẹp ở trên cái chiếc áo jacket màu trắng này là họ đã làm một cái zipper này bằng một cái đường chỉ màu đen, một cái đường vải màu đen để đệm vào đây để nó tạo nên một cái đường màu đen ở trên cả cái áo màu trắng này. Nhìn nó rất là đẹp. Thì đây sẽ là một cái điểm mà mình thấy là cực kỳ thích, bởi vì là đối với những cái áo jacket mà mình đã từng mua màu trắng á, là họ thường là sẽ làm full trắng luôn, không hề có một cái họa tiết đen này vào ở trên cái áo như thế này. Cái tác phẩm tiếp theo mà mình muốn unboxing đó chính là một chiếc quần. Đó chính là một chiếc quần như này. Đó chính là vẫn là một chiếc quần track pant, nhưng mà quần track pant này nó là một cái quần track pant màu trắng. Thì cái quần này nó khá là giống với cái quần màu đen, hầu như cái item này nó đều giống nhau về thiết kế và nó chỉ khác nhau về màu sắc thôi. Thì ở đây thì nó sẽ vẫn có một cái tag và cũng thiết kế sẽ y như vậy. Và cuối cùng sẽ làm những cái sản phẩm cuối ở cái video này rồi. Đó chính là một chiếc quần track pant. Mình sẽ mở nó ra. Thì đây sẽ là một quần track pant màu navy, màu xanh tím than. Như mình đã nói với cả các bạn rằng là những cái mẫu mã như này á thì thường là họ sẽ khá là làm giống nhau. Và đây thì nó sẽ vẫn có một cái line 3 màu là gồm màu đỏ, màu trắng và màu đen. Thì đây sẽ có một cái drawstring màu trắng để phù hợp hơn với cái line màu trắng ở trên chiếc quần này. Thì đây là một cái màu navy, nó khá là nam tính và nó cũng khá là dễ mặc nữa. Và cuối cùng thì các bạn cũng biết đó là cái gì rồi đúng không? Đó là một chiếc áo jacket mà cùng màu với cả cái quần track pant vừa rồi. Đây là một chiếc áo jacket có cái màu tím than. Không biết là các bạn lên ảnh thì các bạn sẽ nhìn nó ra màu đen hay là một cái màu tím than. Các bạn có thể nhìn áo này so với ghế của mình, nó là một cái màu đen, nó không phải là một cái màu tím than. Ở đây thì chúng ta vẫn sẽ có một cái line ba vạch như vậy. Và màu này sẽ là màu tím than. Thì cái màu này thì mình thấy là nó khá là lạ, nó khá là mới. Và khi mà các bạn mặc những cái quần track pant mà nó có những cái line như này thì người ngoài nhìn mà các bạn sẽ cảm thấy chân các bạn khá là dài và thon. Và như vậy là mình cũng đã review xong tất cả những cái món đồ đây thôi. Mình sẽ để cái link bài phần giveaway ở bên phía dưới và các bạn hãy click vào đó để có thể chơi. Về cái phần quà giveaway lần này là sẽ chia ra làm hai giải. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái bộ outfit nó khá là sport ở đây. Ở đây thì sẽ là một cái quần track pant màu navy mà mình đã từng vừa review vừa rồi. Và các bạn sẽ được nhận nó vào giải nhất. Và sẽ là một cái jacket cũng như với cả một cái bộ fit với cả cái bộ của cái quần track pant vừa rồi là màu navy. Tiếp theo sẽ là cái phần quà của cái giải thứ hai. Đó chính là một chiếc quần short zipper màu trắng. Và một chiếc áo mình sẽ để hình ảnh ở đây. Và đây sẽ là một cái chiếc áo của Manot Claw. Và các bạn hãy làm đúng như yêu cầu và sẽ có thể sẽ nhận được cái sản phẩm này. Và về cái đồ giveaway này thì các bạn cần phải lưu ý một điều là nó đều là một cái sản phẩm mới tinh 100% mà mình chưa hề sử dụng hay thậm chí là mặc thử luôn. Và các bạn muốn thấy về mặt cái đồ này thì các bạn nhớ là đừng quên follow Instagram của mình. Mình sẽ để link ở phần phía dưới. Hãy nhớ là làm theo yêu cầu đấy, nhưng mà bạn may mắn thì các bạn sẽ nhận được cái món đồ này. Ok, và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.